Những kháng sinh không nên dùng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đây là vấn đề mà được rất nhiều các bà mẹ quan tâm. Thế thì Việt Nam chúng ta luôn luôn là một trong những cái quốc gia mà có cái việc sử dụng kháng sinh một cách tùy ý. Khi chúng ta ho, chúng ta sốt, chúng ta dễ dàng có thể ra ngoài hiệu thuốc để mua một loại kháng sinh. Và nó khiến cho cái tình trạng viêm mũi họng, viêm tai giữa, viêm VA của con bạn nó diễn ra phức tạp hơn và khó điều trị hơn. Và thông thường nếu chúng ta không được xử lý kịp thời nó dẫn đến mạn tính và cần phải có các biện pháp mạnh hơn như nạo VA, cắt VA hay là viêm tai giữa tái đi tái lại thì mình làm sao mình sẽ phải đặt cái ống thông tai đó. Đấy là những cái hậu quả các bạn thấy. Còn hậu quả có thể thấy ngay được đó là gì ạ? Hệ tiêu hóa con bạn bị rối loạn, bé bị tiêu chảy, bé ăn uống không ngon miệng và nó không tăng cân. Khi mà chúng ta lạm dụng kháng sinh, chúng ta không biết rằng gì ạ? Có những loại kháng sinh không nên dùng cho trẻ em thì sao, nó làm cho chức năng gan của bé bị kém, bé sẽ biếng ăn, chậm lớn, đúng không? Đề kháng nó kém nha. Đây là hậu quả như vậy. Cho nên các bạn cần phải theo dõi hết cái video này để nghe bác Đạt chia sẻ về cái việc gì ạ? Những loại thuốc kháng sinh nào là không nên dùng cho trẻ sơ sinh, là không dùng cho trẻ sơ sinh trẻ nhỏ nha. Thì chúng ta sẽ chỉ dùng kháng sinh khi nào các bạn? Khi mà con bạn bị viêm mũi họng bội nhiễm, tức là viêm mũi họng do vi khuẩn, viêm tiết niệu, đúng không? Đấy, viêm da được xác định là gì ạ? Do bị nhiễm khuẩn. Đó. Nghĩa là kháng sinh nó chỉ có tác dụng trên vi khuẩn mà thôi, không có tác dụng trên virus. Đấy, chúng ta đều biết rồi đúng không? Có 3 nhóm vi khuẩn này các bạn nhớ nhé, 3 nhóm chính thôi, các bạn nghe để biết nhé. 1 là nhóm vi khuẩn gram dương, 2 là nhóm vi khuẩn gram âm và 3 là nhóm vi khuẩn nội bào. Đấy, thì thông thường nó như vậy. Từng loại vi khuẩn khác nhau thì nó sẽ có một loại kháng sinh khác nhau. Chính như vậy, sử dụng kháng sinh nó là một điều rất khó khăn. Những kháng sinh nào không dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ và trẻ em nói chung, đúng không? Thì câu trả lời của bác Đạt là gì ạ? Không có một loại kháng sinh nào là nên dùng cho trẻ em cả. Loại nào cũng nguy hiểm hết, không có loại nào là an toàn hơn hay loại nào nguy hiểm cả. Thuốc nó sẽ có tác dụng phòng bệnh, điều trị bệnh, đúng không? Khi chúng ta dùng đúng, dùng dạ chuẩn, đúng không? Đúng thuốc này, đúng thời gian này và đúng liều này thì mới có tác dụng là phòng bệnh và chữa bệnh. Còn chúng ta lạm dụng thì nó là thuốc độc đối với cơ thể của bạn, nó là có hại đối với sức khỏe của con bạn. Thế thì trong cái việc mà bé lớn lên ý, ít nhất trong đời bé phải có một vài lần bị viêm mũi họng bội nhiễm, tức là bị nhiễm khuẩn, và cái việc dùng kháng sinh là bắt buộc, là bắt buộc. Thì khi mà chúng ta thấy con mình nó bị sốt, khi mà bé sốt liên tục trong 24 đến 48 giờ, chúng ta bắt buộc phải đi khám, không được tự ý dùng kháng sinh, không được tự ý ra hiệu thuốc kháng sinh. Đó là điều mà bác Đạt khuyên các bạn như vậy nha. Trong trường hợp mà chúng ta đi khám, có trường hợp thì bác sĩ phải chỉ định là tiêm truyền kháng sinh tại bệnh viện, chúng ta phải nhập viện, đúng không? Còn trong trường hợp mà bác sĩ hướng dẫn chúng ta điều trị ngoại trú, tức là về nhà điều trị nha, thì chúng ta cũng phải biết rằng những cái thuốc tốt nhất trên thế giới hiện nay đang dùng để điều trị tại nhà trong trường hợp viêm mũi họng của trẻ em là gì, đúng không? Viêm mũi họng tai giữa là những thuốc nào? Thì trong cuốn sách Những đứa trẻ lớn lên không ốm của bác Đạt nhá, thì bác Đạt có ghi chép rất là rõ và hướng dẫn rất là rõ và ngôn từ cực kỳ dễ hiểu ở trang 107, đúng không ạ? Ở đây thì bác có ghi cột đầu tiên, đó là tên biệt dược, là tên nhà sản xuất. Cột thứ hai là tên hoạt chất, và cột thứ ba là liều dùng, cột thứ tư là thời gian dùng. Và những cái kiến thức này bác luôn luôn cập nhật từ hướng dẫn của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cũng như là Tổ chức Y Thế giới nha. Đấy, thì trong cái trang 107 thì bác có ghi ra ở đây là 7 loại thuốc tốt nhất thế giới khi mà được dùng điều trị tại nhà, đúng không? Chỉ định đầu tiên đó là clamoxy, đúng không ạ? Cái này là của GSK, hoạt chất là amoxicillin. Đấy, cái liều là 80-90mg trên kg đại ngày. Và thứ hai là aumentin, là kết hợp của amoxicillin và clavulanic, đúng không? Thứ ba là thuốc filat. Thứ tư là sedinia. Thứ năm là mayac của Nhật nhá. Đấy, thứ sáu clasit, đúng không? Hóa chất là clarithromycin, là S của Abbott Hoa Kỳ. Zithromax, đúng không ạ? Đấy, hóa chất là azithromycin, là của Pfizer. Đấy, mà bác đặt ở đây là theo thứ tự ưu tiên sử dụng. Đầu tiên là clamoxy, đúng không ạ? Đối với những trẻ em mà chưa bao giờ dùng kháng sinh, cái này của GSK, của Anh Quốc, một tổ chức đa quốc gia rất là tốt, rất là mạnh. Đấy. Aumentin cũng là của GSK nhá. Khi mà dùng clamoxin thì người ta thấy kháng nhiều thì người ta chuyển sang Aumentin. Zinat cũng là của GSK. Đấy.
Còn Mayak là của Nhật nhé, Meiji của Nhật đúng không ạ? Galaxit của Hoa Kỳ, Zinmac là của Pfizer. Thì đây là 7 loại thuốc tốt nhất thế giới để dùng trị. Các bạn nhớ rằng hãy đọc tên xem là bao bì của nó có đúng là 7 thuốc này không. Hoặc là đi ra ngoài hiệu thuốc thì bảo các cô bán thuốc, các chú bán thuốc bảo bán cho em đúng cái thuốc tên như thế này. Nhớ là tên biệt dược như thế này nhé. Đấy, ở cột đầu tiên là tên biệt dược như thế này. Đấy, và về dùng đúng hướng dẫn và theo chỉ định bác sĩ và chúng ta đi khám lại định kỳ theo hướng dẫn, được chưa? Thì đấy là các cái thuốc tốt nhất thế giới. Và trả lời cho câu hỏi là thuốc nào không nên dùng cho trẻ em thì tất cả các thuốc đều không nên dùng cho trẻ em, chỉ được dùng khi bé bị nhiễm khuẩn, khi được chỉ định thật sự rõ ràng mạch lạc và bạn dùng đúng, dùng đủ, dùng chuẩn thì con bạn mới nhanh khỏi và không bị viêm VA, viêm amidan hay là viêm tiết niệu tái đi tái lại, không bị viêm tai giữa tái đi tái lại và con bạn mới khỏe mạnh được. Và mỗi lần nó ốm nó chỉ qua quýt, nó chỉ đơn giản và nó khỏi và hệ miễn dịch nó vẫn luôn hoàn thiện. Còn trong trường hợp mà nó giật da giật dẹo tháng nào cũng kháng sinh là không ổn đâu, được chưa? Phần nào đó chưa rõ thì comment ở đây, Bác Đạt sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Và đừng quên subscribe kênh YouTube Bác Đạt nha. Trên kênh có hơn 1.300 video, đó là các phác đồ, các hướng dẫn mà bác hỗ trợ cho hàng trăm ngàn bà mẹ lưu quan tăng cân tốt, không biếng ăn này, phát triển chiều cao tối ưu và tăng cường sức đề kháng. Các bạn sẽ biết rằng là tiết kiệm rất nhiều tiền bạc và thời gian. Và cuốn sách Những đứa trẻ lớn lên không ốm là vũ khí bí mật thứ hai để giúp các bạn nuôi con khỏe mạnh và tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc và luôn luôn vui vẻ cho các bạn. Chào bạn và chúc bạn luôn khỏe mạnh.